Welcome back to my channel. If you are new, welcome. Today, my husband and I, we are going to the wedding, and we host for this wedding. So we just came a little bit earlier, so I just want to try to video some for you. But in the minutes, we were so busy on the stage, so we just want to show you how pretty of this wedding. So hôm nay hai vợ chồng mình đi làm MC cho cái đám cưới này đó cả nhà. Cho nên mình quay sơ cái khung cảnh này cho cả nhà mình xem nha. Ở đây là cái đoạn đường mà bắt đầu đi xuống cầu thang này cả nhà. Thì gia đình trang hoàng rất là đẹp nha. Những cái bình bông mà họ làm từ họ trang hoàng ngay trên cái cầu thang luôn cả nhà. Đó, đi xuống rất là đẹp, rất là dễ thương, xinh xắn á. Cho nên mình quay cho cả nhà xem nha. And here go is a sign in with the book right here. Of course, we are new, so no one here yet. And they decorate is very pretty right here. So đây là cái chỗ mà cái bàn ký tên để mà lưu niệm đó cả nhà. Thì mình vào đây là người ta để sẵn cái bình bông mà mình ký tên để lưu niệm cho gia đình nha. Và đây là cái khu khung cảnh rất là đẹp và thơ mộng này. Đây là cái chỗ mà mình ăn nhẹ trước khi đi vào tiệc chính đó cả nhà. Rất là đẹp luôn, với những cái bình chưng rất là sắc sắc. Và thức ăn ở đây nhìn rất là ngon nè. Đó, đây có những cái tiếp nha. Đây có những cái trái cây. Và các bạn thấy là có rất là đầy đủ, có nho và có những cái bánh hay là những cái nuts rất là ngon. Và nhất là cái này này mà rất là thích nè cả nhà. Mushrooms, you see it? So family, you see it? We are at the inside of the country club right now. And this is the area we snack before we go in the main entrance. So look at this, the macarons, they decorate. You see that one? Macarons. They have strawberries. And look at this, the big cup of the grapes. And all this is fruit, very fresh and looks so yummy, right? So in the few minutes, a lot of people are gonna come in and they will gather right here, this area. So trước khi mà đi vào tiệc chính đó cả nhà, thì người ta sẽ tập trung cái khu vực này, người ta ăn dặm trước khi đi vào cái món tiệc chính. Đó, thì trong cái bàn này rất là đầy đủ những cái thực phẩm, nhìn rất là đặc biệt ha, và trang hoàng rất là chu đáo và tận tình. And here go family, I love this one right here so much. Look, it's so yummy, right? So đây là cái dĩa đồ ăn nhìn nó hấp dẫn quá phải không cả nhà? Và bên cạnh đây là họ có những cái bánh rất là ngon nha. Nhìn rất là đậm đà và ăn với crackers này cả nhà. You know you will enjoy this with the crackers. And they have a silverware everywhere. It looks so pretty and I enjoy this so much. And look at that big vase of the flower. You know, they decorate. It's very, very pretty. Which is I really enjoy. Yeah. Nhìn rất là hấp dẫn phải không cả nhà? Thì tối nay hai chồng mình sẽ là host cho cái wedding này á, làm MC cho nên rất là bận, cái mình tranh thủ bây giờ mình quay trước cho cả nhà xem nha. And here go family, this is outside of the south of the country club. So I just want to show you the outside because the inside they still decorate. You know, it's still not done yet. The party will be start at 7:30. So đây là khung cảnh ở bên ngoài nha cả nhà, và mình quay cho các bạn xem sơ sơ cho vui ha. Thì từ xa xa đó là có những cái bình bông người ta gắn lên từ những cái hàng rào nha. Và nhìn cũng rất là thơ mộng trong cái khung cảnh này. Thì gia đình của mình là quen ở bên đàn gái, thì hôm nay hai chồng mình sẽ làm MC đám cưới cho hai cháu. Thì đây là đứa con đầu lòng, cho nên anh chị tổ chức cái khu vực rất là sang trọng nha. This is a very very pretty area. It's the most expensive of the Atlanta, you know, the country club. And right here is a fire pit. Look at this. This will be perfect for fall or winter time, right? Giống như cái chỗ này người ta đốt lửa, người ta ngồi đó cả nhà. Cái bên ngoài mùa thu hay là mùa đông thì rất là lý tưởng. And from far distance, you see this golf. They play golf. And earlier I saw the several people, but now they must went home already. You know, this is a very peaceful area, which is very nice. This is a first child, and we are friends of the bride's side. So, you know, they are just trying to make it so special for her. And of course, we come and congratulate them, both of them. It's a very, very peaceful place.
you know, and they invite about 280 guests tonight. And the inside, they still decorate. It's not done yet. So this is outside. I just want to share to all of you because in the minutes we don't have enough time. Chứ chút nữa mà mình làm MC rồi thì mình không có thời giờ đó cả nhà. Cho nên bây giờ mình tranh thủ mình đến sớm á, mình quay cho cả nhà xem nha. And here go family. This is the hallway. The bride and the groom gonna walk in and this out in a minute. And right here, you look at the table, the way they decorate, it's very pretty, right? Và đây là cái cách trang hoàng của gia đình ở cổng nhà hàng này đó cả nhà. Để mà chuẩn bị cho tiệc cưới đó. Thì đây là cái bàn 10 người nha. Rất là đầy đủ, rất là đẹp nha. Rồi ở đây là có cái bình bông người ta đang trang hoàng. Thì ở đây là người ta làm được có khoảng là 28 bàn nha cả nhà. Rất là sang trọng, nhìn lịch sự nha. Một khung cảnh rất là ấm cúng. Cho nên hôm nay mình nói mình sẽ tranh thủ mình quay cho cả nhà xem nha. So pretty, I love it. And look at the sushi area. It's so pretty in it. And of course up here they have cherries and they have watermelons and all the decoration of pineapple. You know, so delicious. Right? It's so đẹp quá ha. This is the đây là những cái đậu almonds. Đây là cái trái mâm xôi này cả nhà. So very, very, very pretty. I really like this area. And of course, I'm hungry now.